Xin chào các bạn, xin chào uh, Xin chào, chúng ta sẽ tiếp tục trong series video Business and Marketing Vlog by Phan Anh uh, Tên tôi là Phan Anh, giảng viên đại học, một chuyên gia về marketing và marketing online, truyền thông uh, Tôi và đội ngũ của chúng tôi đang sản xuất một series video vlog uh, Chuyên bàn về các chủ đề về kinh doanh, bán hàng, quảng cáo uh, Các cái vấn đề liên quan đến truyền thông, uh, các cái sự vụ về kinh doanh trên thị trường và đây là cái series mà chúng tôi sẽ làm hàng ngày, hàng ngày, vâng, à, trừ khi tôi quá bận đi công tác à, hoặc là đi coi thi, hàng năm thì tôi vẫn phải đi coi thi đại học chẳng hạn, tôi sẽ bị mất tích trong khoảng 5-6 ngày gì đó, thì tôi sẽ không làm, còn tôi sẽ cố gắng, cố gắng hứa với tất cả các bạn là mỗi một ngày sẽ có ít nhất một vlog business marketing như thế này để chia sẻ với các bạn những câu chuyện nho nhỏ thôi, trong thương trường thôi, ok À, để không mất thời gian nữa. Chủ đề của buổi hôm nay là có một cái vấn đề như này. Khi tôi đi sang Mỹ, à, tôi mua Coca-Cola tôi uống. À, chính xác là tôi mua trong siêu thị Walmart hoặc là à, Costco hoặc là Giant hoặc là Whole Foods à, hoặc là những cái siêu thị như Star Market à, có rất là nhiều. hoặc thậm chí là CVS là những cái đơn vị mà chuyên bán pharma, tức là chuyên bán à, mỹ phẩm và dược phẩm đó thì họ cũng bán coca à, tôi nhớ rằng là gần lần gần đây nhất tôi mua một chai coca có giá 2,9 đô à, một cái chai 2 lít có giá 2,9 đô trong khi đó một cái chai một lít rưỡi tại thị trường Việt Nam thì giá bán lẻ khoảng 15.000 tất nhiên có chỗ bán 14 có chỗ bán 16 17 nhưng khoảng 15.000 Ok Bây giờ chúng ta sẽ làm tròn 2,9 đô và nhân với đô bây giờ là khoảng hơn 23.000 Việt Nam đồng một một đô la thì giá một chai 2 lít tại Mỹ có giá khoảng 70.000 tiền Việt và giá một chai lít rưỡi ở Việt Nam thì có giá khoảng 15.000 và người ta sẽ đưa cùng một đơn vị đo là lít như vậy nếu mà tôi sẽ giảm xuống còn à, uh, 1, lít, 1,5 lít rưỡi đúng không? Ok à, uh, như vậy là tôi đã giảm đi bao nhiêu ạ? bao nhiêu dung lượng ạ 1 à, phần 4 dung lượng đúng không và tôi sẽ 1 phần 4 dung lượng thì à, ta sẽ chia đi lấy 70.000 chia 4 đúng không ạ và 70.000 chia 4 thì ta sẽ được khoảng khoảng độ 17-18.000 à, ví dụ như vậy làm tròn là 20.000 thì ta vẫn còn khoảng hơn 50.000 53-54.000 à, như vậy nếu mà một chai lít rưỡi ở Mỹ có giá khoảng 55.000 và một chai lít rưỡi ở Việt Nam có giá khoảng 15.000 và như vậy nó cũng đắt gấp khoảng 3,5 lần. Vâng. Thế câu hỏi được đặt ra là tại sao à, cùng là Coca-Cola nhưng chúng ta lại có cái sự chênh lệch giá lớn như vậy. 3,5 đến 4 lần là một con số khá là lớn. Thì ta sẽ đi tìm câu hỏi. À, tôi cũng thắc mắc và tôi cũng nghĩ rằng là có thể là do cái nguyên liệu nó làm nó tốt hơn chăng. À thế nhưng mà về góc độ marketing à, kinh doanh thì có lẽ sẽ có rất là nhiều các cái À, lý thuyết các cái vấn đề để có thể giải quyết thì tôi có liệt kê ra đây một số những cái à, lời lý giải cho cái mức chênh lệch giá như này đầu tiên thì chúng ta có thể cho rằng đó là sự khác biệt về nguyên liệu sản xuất à, thì các bạn sẽ nói rằng không phải Coca ở Mỹ và Coca ở Việt Nam là giống nhau à, thì tôi không chắc về điều đó nhưng tôi nghĩ là hương vị khá là khác nhau kể cả cái coca của Nhật các bạn mua cái chai coca của Nhật mà lon cái lon bằng nhôm rất là đẹp nó cũng đắt nó cũng năm 60 ngàn gì đó một một cái lon nhỏ nhỏ như là cái lon màu húc thế này thế thì nguyên liệu là khác nhau tôi nghĩ thế đấy tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm là khác nhau thì nó sẽ dẫn đến cái chất lượng nó khác nhau đúng không ạ nó sẽ không giống cái điện thoại cái điện thoại bạn mua của Apple chính hãng tại Việt Nam nó sẽ giống các bạn mua cái Apple tại Mỹ nó không khác gì cả hoặc là cái Apple này thì tôi cũng mua tại Mỹ đây thì à, tôi nghĩ nó cũng chẳng cái khác cái Apple bạn mua ở Việt Nam nhưng mà cái chai Coca thì nó khác nhau à, tôi nghĩ thế cái ruột cái cái nước để bạn uống nó sẽ khác nhau cái hương vị nó sẽ khác nhau một chút và cái hương vị khác nhau có thể do nguyên liệu cũng có thể do khẩu vị của từng địa phương ok thứ hai là chi phí nhân công tôi cho rằng là chi phí nhân công là cái sự khác biệt lớn à, ví dụ như là chi phí nhân công ở mỹ thì rất là đắt đúng không ạ đấy là lý do tại sao mà mỹ hay là châu âu họ thường đến các nước đang phát triển như việt nam à, thái lan indonesia hay trung quốc hay là thậm chí các nước à, như là ấn độ hay bangladesh vân vân để người ta sản xuất để tận dụng được cái chi phí rẻ sau đó người ta lại nhập hàng về chính cái nước sở tại người ta bán ở trong rất nhiều ngành hàng như thời trang như mỹ phẩm như hóa chất hay là như là à, kể cả điện thoại iphone cũng sản xuất ở trung quốc đúng không chi phí nhân công ở mỹ khá là cao à, tôi mua cái chai coca made in usa như vậy là giá gần 3 đô la vâng à, tất nhiên tôi mua trong siêu thị cvs thì nó cũng có thể đắt hơn do cái mặt bằng của các cái điểm bán này rất là đắt đúng không ạ rất là đẹp đó thế thì ở đây thì tôi cũng nói thêm đấy là do cái chi phí về bán lẻ Vâng, chi phí về bán lẻ đây là do mặt bằng mặt bằng sẽ bao gồm này cái mặt bằng này thuế má này nhân công này đấy à, ví dụ thuế kinh doanh ở mỹ là cao hơn thuế kinh doanh ở việt nam à, chắc chắn điều đó luôn đó thế rồi thì có thể à, công nghệ nhà máy nó cũng tốt hơn tiêu chuẩn nó cũng cao hơn đúng không ạ rồi thì một cái lý do nữa chúng ta cũng có thể giải thích đấy là à, lược định giá theo thị trường à, bởi vì ví dụ như ở Việt Nam nếu mà các bạn bán một chai coca mà à, các bạn bán 3 đô la tính ra khoảng 70 ngàn thì tôi sợ là sẽ rất là khó để có thể bán được à, tất nhiên vẫn có thể bán được thôi nhưng mà ý tôi muốn nói là sẽ không thể bán được số lượng lớn đúng không cái điều đấy khiến cho uh, sản lượng nó sẽ không thể tốt được và lợi nhuận sẽ không thể tốt được bởi vì cái đồ đồ uống này thì nó sẽ tính bằng đơn vị là triệu lít ấy hoặc là đơn vị là tấn thì nó phải rất là nhiều thì nó mới nó mới có lãi được đúng không ạ một lít bạn Coca bạn tạo ra nếu mà tính trên đơn vị lít thì chắc là chẳng lãi được mấy đồng đó thế thì cái 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 ngành đồ uống này thì là cái ngành mà người ta hay nói vui đây là đóng chai lấy tiền thí à, dụ như là các bạn có thể thấy như là Tân Hiệp Phát đúng không ạ họ bán Number ăn họ bán Doctor Thanh họ bán uh, rất nhiều các cái dòng nước giải khát rồi dòng nước tăng lực và các bạn biết là Tân Hiệp Phát là một doanh nghiệp tư nhân mà cực kỳ là nhiều tiền, cực kỳ là thành công, cực kỳ là giàu có, đúng không ạ? Gia đình CEO của thương hiệu Tân Nhập Phát đã có tài sản lên tới hàng chục nghìn tỷ. Và đấy là gì ạ? Đấy là do cái sự lãi lớn trong lĩnh vực kinh doanh này và do cái sản lượng bán nó cũng rất là lớn, đúng không ạ? Người ta thường tính bằng đơn vị tấn, đơn vị triệu lít hoặc là đơn vị hàng trăm triệu chai trên mỗi một thị trường rồi thì cái sức mua ở thị trường Việt Nam thì nó cũng kém hơn à, cái thu nhập của người Việt Nam nó thấp hơn rất là nhiều à, thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam khoảng 2.000 cho tới 2.500 đô la một người một năm trong khi đó thu nhập bình quân đầu người của Mỹ thì có thể khoảng tôi không nhớ con số chính xác nó khoảng rơi vào 20.000 đô la một người một năm tức là nó tương đương với gấp từ 8 cho đến 10 lần của mình đây là tính thu nhập bình quân đúng không ạ thế thì rõ ràng là cái cái thị trường như vậy cái sức mua như vậy thì cái định giá nó cũng sẽ khác nhau và như vậy nó sẽ đáp ứng được từng cái tiêu chuẩn đúng không ạ rồi à, rồi thì các chi phí mặt bằng khác nhau chi phí quản lý à, và hiệu suất kinh doanh thực tế ví dụ như là cái mức độ lãng phí ở các công ty Việt Nam thì có xu hướng là quản lý yếu kém hơn và trong khi đó các cái công ty như ở Mỹ hay ở Châu Âu hoặc là Nhật À, không phải là tất cả nhưng mình so sánh đúng không ạ mình so sánh giữa các quốc gia thì cái việc quản lý cái việc lãng phí thất thoát của họ à, kém hơn à, và ý tôi muốn nói là cái hiệu suất của nó cao hơn rất là nhiều à, họ ít lãng phí hơn đúng không ạ vâng và cái hiệu suất kinh doanh của họ tốt hơn thì à, họ cũng cũng làm cho cái 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 lợi nhuận và cái à, chi phí nó cũng tác động đến cái cách người ta định giá và cuối cùng à, có thể giải thích là các cái mục tiêu chiến lược kinh doanh trong dài hạn đúng không ạ? Thí dụ như trong ngắn hạn là Đợt trước chiến lược của Coca-Cola Việt Nam liên doanh ở Việt Nam là chấp nhận lỗ, lỗ lỗ, lỗ liên tục để làm gì? Để thâu tóm à, liên doanh đúng không ạ? Và bây giờ thì bắt đầu à, 100% vốn nước ngoài rồi thì bắt đầu là mình à, kinh doanh tốt hơn và à, mình cũng có thể có những cái chiến lược về thuế, vân vân thì Coca cũng có những cái lùm xùm trên báo chí về các vấn đề về thuế má thì tôi cũng không rõ. Thì tôi không đi sâu vào vấn đề đấy. Thì tôi chỉ muốn giải thích cho các bạn một cái hiện tượng rất là đơn giản, rất là thú vị. Khi bạn đi sang Nhật bạn mua một chai Coca rất là đắt, hay là bạn sang Mỹ, hay là sang châu Âu bạn mua một chai Coca rất là đắt. Trong khi đó ở Việt Nam thì bạn mua một chai rất là rẻ và tôi cũng thấy ngạc nhiên về điều đấy. Thì tôi đặt ra câu hỏi là các em sinh viên các em có giải thích được điều đấy không? À, các em có muốn biết không thì rất là nhiều bạn nói là ở ừ, em muốn biết thì tôi làm cái video vlog này để giới thiệu cho các bạn à, tất nhiên à, có thể sẽ còn nhiều các cái yếu tố nữa nhưng đây là một số cái yếu tố cơ bản à, có thể giải thích về mặt lý thuyết và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng những lý thuyết này để à, đưa vào trong các cái minh chứng à, trong cái quá trình các bạn phân tích thị trường phân tích về sản phẩm phân tích hành vi Ok một lần nữa xin được cảm ơn tất cả anh chị và các bạn và xin chúc anh chị và các bạn một điều tốt đẹp và kinh doanh thành công làm marketing xuất sắc nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào có vấn đề gì các bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và trợ giúp và hãy đón nhận các cái video bài học vlog business marketing của chúng tôi hàng ngày hoặc để ủng hộ chúng tôi thì vui lòng có thể chia sẻ bình luận hoặc là sub kênh cho chúng tôi để chúng ta cùng trò chuyện và học hỏi lẫn nhau xin cảm ơn